Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông báo một số kết quả. Nội dung chính, việc thí điểm sử dụng các biển làm nền đường giao thông và khuyến nghị các địa phương mở rộng triển khai. Việc sử dụng các biển làm nền đường đã được thí điểm trên phạm vi đoạn tuyến Hoàng Trả DT978 thuộc dự án thành phần đoạn Hậu Giang Cà Mau, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Kết quả đánh giá của Hội đồng cấp bộ cho thấy các biển sử dụng cho đoạn thí điểm có chỉ tiêu cơ lý, đáp ứng yêu cầu vật liệu đắp nền đường theo TCVN 9436-2012, nền đường, thi công và nghiệm thu. Báo cáo tổng kết công tác thi công, kiểm định đánh giá chất lượng thi công, quan trắc môi trường cũng cho thấy đủ cơ sở để có thể sử dụng các biển đắp nền đường ô tô trong các điều kiện tương tự như khu vực thử nghiệm của dự án thí điểm. Tuy nhiên, do việc thí điểm mới chỉ thực hiện với quy mô nhỏ, cấp thiết kế thấp hơn đường cao tốc, chất lượng các biển mới chỉ được nghiên cứu cho một khu vực, mỏ các biển tỉnh Trà Vinh, các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về độ mặn đối với cây trồng vật nuôi chưa đầy đủ. Vì vậy, việc sử dụng đại trà vật liệu các biển để xây dựng đường ô tô cần được tiếp tục thí điểm mở rộng ở các dự án với cấp quy mô, cấp thiết kế cao hơn, cũng như thí điểm ở các điều kiện tự nhiên, điều kiện môi trường, nguồn vật liệu các biển khác nhau để có cơ sở đánh giá một cách toàn diện. Trên cơ sở kết quả nêu trên, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế triển khai dự án của địa phương để tổ chức triển khai thí điểm mở rộng sử dụng các biển làm nền đường cho dự án xây dựng công trình giao thông có điều kiện tự nhiên, môi trường nhiễm mặn tương tự như dự án thí điểm. Trước mắt nên xem xét sử dụng cho khu vực hạ âm, nền đường nằm dưới khu vực chịu tác động của hoạt tải. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị cần nghiên cứu các khuyến nghị của Hội đồng Khoa học cấp bộ, có các giải pháp quan trắc môi trường, tổ chức giám sát, đánh giá mức độ tác động trong quá trình thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan, tổng hợp số liệu gửi về Bộ Giao thông Vận tải,